Ai trời ơi. Ai à, gì vậy? Trời ơi, hết hồn à. Bình thường anh ở trong phòng có bao giờ anh ra đây anh nằm đâu. Bị gì vậy? Huệ, Hương bị nóng lạnh rồi. Bị nóng lạnh hả? Ừ. Trời rên dữ quá à. Là sao? Có cần gì không? Không, đang định đi kiếm Huệ vác hơi cạo gió cho tôi. Chưa biết bị gì mà đòi vác hơi cạo gió rồi. Chờ em chút nha. Anh chờ Huệ ngàn năm còn được, một chút thì nói làm gì. Trời ơi, bệnh mà còn tào lao không à. Chờ em chút, em sợt mạng coi bị cái gì. Nóng lạnh phải không? Có đau đầu không? Hơi hơi. Đây, nóng, sốt, nóng, lạnh, đau đầu. Rồi rồi rồi, lá xong với ăn cháo nóng. Anh nằm đây anh nghỉ đi, em chạy ô ra chợ em mua lá xong rồi em về nấu cháo cho anh nha. Nói rồi, chững chạc chút đi rồi kiếm người cưới về làm vợ, người ta chăm sóc cho. Có Huệ rồi anh đâu còn cần ai nữa. Nhảm không à, em lo vòng ngoài thôi chứ làm sao dám lo vòng trong được. Huệ hả? Anh nghe nè. Cái gì? Không ai Huệ chui vô mền nằm chung với tôi đây. Trời, bệnh sốt mà còn nhảm như vậy á hả? Tầm bậy tầm bạ mà. Kêu là chững chạc đi, để có vợ mà nhờ, hiểu chưa? Rồi nằm yên đó, tôi đi mua lá xong. Sao mà nhà cửa luôn tuồn từ đằng trước ra đằng sau không có bóng người vậy? Ê trời ơi, hết hồn cái gì vậy? Trời ơi, đứng lù lù ở đây mà không lên tiếng à. Anh khỏe không? Anh Thư, anh Thư. Trời ơi, sao bị á khẩu rồi? Không trả lời luôn hả? Anh Thư, lên tiếng coi. Anh Thư là em hết hồn hết vía à. Vậy là trả lời được đó. Trời ơi, khỏe rồi, hết hồn hết vía. Tưởng bị gì không à. Chắc là hôm bữa em cạo gió cho anh rồi nên anh đỡ đúng không? Thiệt tình á, lo lắng cho anh lắm nhưng mà sao em lo 24/24 được. Anh phải kiếm người nào đi ở chung nhà với nhau rồi mới lo lắng cho nhau được từng chút từng chút. Em á, dù sao cũng là gái đã có chồng rồi. Lỡ chồng em nghe phong phanh chuyện gì bay về mất công phiền phức lắm. Anh hiểu không? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì mà yếu nhớt vậy? Hả? Đi ra đi ngồi. Sao vậy? Em đụng có một chút xíu mà anh xỉn liễn vậy? Hả? Ngồi 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 xuống, ngồi xuống. Trời ơi, anh bị gì vậy? Lâu chưa? Hả? Mệt đúng không? Mệt nói không nổi. Trời ơi, nổi ghẻ. Có bong bóng mũ luôn nè. Bị lâu chưa? Người ta hỏi thăm mà tự nhiên cản lại không cho hỏi thăm là sao? Anh bị lâu chưa? Sao không cho em hỏi? Sao không cho em quan tâm? Thôi tôi đi về nha. Năm ngày rồi. À, bị cái này 5 ngày rồi. Trời đất ơi, 5 ngày mà để yên vậy hả? Sao không nói cho em biết? Nguy hiểm lắm đó. Cái này là... Trời ơi, phải gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ liền đi anh. Gọi bác sĩ. Gọi đi, nhanh lên. Vô đi. Alo, bác sĩ ơi. Nói đi anh. Lô, bác sĩ ơi. Alo, bác sĩ ơi. Trời ơi, gọi vậy mà sao bác sĩ nghe. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, dạ thưa bác sĩ. Anh bạn của em á, anh bị sốt 5 ngày trời. Cái mặt ảnh tay chân nổi đầy một nước luôn. Vậy có phải là bệnh thủy đậu không bác sĩ? À, khả năng anh đó bị thủy đậu đó em. Dạ. Thủy đậu mà dân gian hay gọi là trái rạ đó. Dạ. Là do ảnh bị nhiễm một cái con virus gọi là herpes zoster. Sau khi nhiễm thì người ta có thể có người bị sốt rõ, có người không sốt. Và khoảng chừng 5 đến 7 ngày sau thì nó sẽ nổi lên những cái mụn nước trên một cái nền đỏ là nền hồng ban. Dạ. Nhưng mà em nghe nói cái bệnh thủy đậu này là khi người ta mà chích ngừa rồi á thì không có bệnh. Mà sao ảnh có nói với em là ảnh chích ngừa rồi mà sao vẫn bệnh vậy bác sĩ? À, coi lại ảnh chích ngừa coi có đúng không, có đúng là mình chích ngừa thủy đậu hay không. Yeah. Và mình có được chích nhắc lại sau 1 tháng hay không. Khi chích ngừa thủy đậu thì mình vẫn có thể bị thủy đậu, mình bị dạng nhẹ thôi. Tại vì khi mình chích ngừa vào thì cái cơ thể mình nó có phản ứng với cái vi trùng giảm động lực của thủy đậu. Yeah. Thì mình vẫn có khả năng bị thủy đậu, nhưng mà cái thủy đậu của mình nó nhẹ chứ không phải là hoàn toàn không có bị thủy đậu. Nhưng yeah. mà cái tỷ lệ nó thấp. Dạ dạ. Rồi anh nói anh chích rồi đó, anh bị chắc cũng không sao ha, cũng nhẹ. Mà em hồi nhỏ em bị rồi, vậy em có bị lần nữa không bác sĩ? À, khi mình bị thủy đậu rồi á thì cái cơ thể mình nó phản ứng ra, nó tiết ra một cái kháng thể rất là mạnh. Dạ. Và mình sẽ không bị thủy đậu lại lần nữa. Dạ. Dạ bác sĩ ơi, em cứ nghĩ là nhỏ thì cái tỷ lệ mắc bệnh mới cao đúng không bác sĩ? Mà sao giờ em thấy người lớn cũng bị rất là nhiều á. Không phải tỷ lệ người nhỏ hay là người lớn bị mắc thủy đậu. Những cái người mà có tiếp xúc với cái nguồn lây nhiễm thì nó sẽ bị thủy đậu. Ví dụ như bạn tiếp xúc với một cái người nào đó mà có cái nguồn lây bệnh thủy đậu, có vi trùng thủy đậu thì bạn có khả năng bị thủy đậu. Chứ không phải là người lớn hay là người nhỏ gì. Cái tỷ lệ nó ngang bằng nhau, không phân biệt là lớn hay nhỏ, có dễ mắc bệnh hay không, phải không bác sĩ? Đúng rồi, đối với những cái người mà miễn dịch nó thấp, giống như là những cái người trẻ, những cái bé nhỏ thì cái miễn dịch nó thấp hơn. Thì nó có thể dễ mắc hơn. Khi mình tiếp xúc với một cái người mà mang cái vi trùng thủy đậu, mình nói chuyện tiếp xúc với nhau thì cái nước bọt của mình nó văng ra cái người đó, thì mình hít vô một cái lượng vi trùng. Khi mình cái lượng vi trùng nó đủ lớn, cơ thể mình không có thể kháng nổi thì mình sẽ bị cái thủy đậu. Dạ. Thủy đậu là nó lây lan qua đường hô hấp. Thủy đậu là do một cái con virus gây ra và nó lây lan qua đường hô hấp. Mình chạm nhau mình có bị lây không bác sĩ? Chạm nhau không có bị lây, nhưng mà mình nói, nước bọt mình văng qua mình có thể bị lây. Mình dùng chung khăn thì mình có thể lây, mình có thể uống chung ly nước hoặc gì đó mình có thể lây. À, chứ không phải là mình chạm vô cái đó là mình lây hả bác sĩ? Chạm nhau không có lây, không hít thì có khả năng lây. À vậy hả? Dạ. Cái bệnh thủy đậu này á, nó có nguy hiểm, có gây chết người không bác sĩ? À, cái bệnh thủy đậu thì đa số là nó nhẹ, nó chỉ biểu hiện là sốt và nổi những cái mụn nước. Và thường là nó tự khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày. Chứ không có gây đến nỗi gây chết người. Khi mà bị thủy đậu, nếu mà mình biết cách chăm sóc đúng thì mình đỡ bị để lại những cái sẹo sau này. Ví dụ mà trẻ em bị với lại người lớn bị thì cái tỷ lệ nguy hiểm, biến chứng của căn bệnh đối với trẻ em hay là người lớn là nguy hiểm hơn? À, đối với trẻ em hoặc người lớn thì không phải là nguy hiểm hơn, nhưng mà cái người cách chăm sóc. Dân gian của mình khi bệnh thủy đậu có nhiều người ta sợ không ra gió nè, không được tắm nè. Đúng rồi. Hoặc là có nhiều người ta đắp những cái hạt đậu gì đó. Dạ, đậu xanh, đậu đen. Đúng rồi đó. Thì khi mà mình chăm sóc không đúng thì cái vết thương nó làm bội nhiễm vi trùng lên thì mình sẽ bị cái sẹo, bị sẹo xấu. Cách chăm sóc như thế nào để cho mà sau khi mình bệnh thì cái làn da của mình được phục hồi lại tốt, khỏe lại như xưa? Khi mình bị thủy đậu thì mình cũng nên tắm rửa bình thường. Mình có thể kết hợp với thuốc thoa để cho những cái mụn nước đó nó đừng có lan rộng hơn và nó không có bội nhiễm. Sinh hoạt ăn uống có nghĩa là tăng cường những cái vitamin C, tăng cường cái cơ thể mình để cái đề kháng của cơ thể mình lên, để cái cơ thể mình nó tự phục hồi. Tại vì do nhiễm virus cho nên cái cơ thể mình tăng cường cái đề kháng để cơ thể mình nó tự phục hồi nhanh hơn. Sau khi bị thủy đậu thì có một số người để lại những cái vết thâm. Những cái vết thâm đó thì mình nên xài chống nắng kỹ, hoặc là mình kết hợp với thoa thuốc để nó giảm cái vết thâm đó, để nó để lại những cái làn da cho nó thật đẹp sau này. Dạ, em cũng có nghe cách mà làm đẹp da sau khi bị bệnh thủy đậu á, thì người ta dùng rượu trắng á, người ta thoa lên da, có phải là phương pháp tốt không bác sĩ? Theo mình đó là không nên thoa rượu trắng, tại vì khi mà mình bị thủy đậu á, thì cái bề mặt da mình đã tổn thương rồi, đừng có nên đắp thuốc hoặc là thoa rượu gì hết. Một số rượu nó có các chất cồn ancol rất là cao, khi mình thoa vô da thì nó có thể làm tổn thương thêm cái vùng da đó, nhất là những cái vùng da nó nổi mụn nước thì nó có thể làm để lại những cái sẹo sau này. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã dành thời gian để tư vấn và giải thích nhiều về căn bệnh thủy đậu này. Sau này người thân, bạn bè, gia đình có những ai mà thắc mắc về căn bệnh thủy đậu thì nhờ bác sĩ tư vấn. Sau này em, gia đình, bạn bè, người thân hoặc bất cứ ai có vấn đề về da thì cứ alo bác sĩ nghe.